Các bạn nhìn thấy trong cái hình tô mì cay này với lại là hồi nãy trong cái menu, để các bạn có thấy cái khác gì nhau không? Hình như là mình thấy là không khác gì nhau á. Tức là thứ nhất là vấn đề trang trí cái tô mì cay này y như trong hình luôn, rất đẹp. Ở đây chủ quán có một tô mì cay và có một tô nước chấm. Mình sẽ thưởng thức cho cùng với các bạn. Rất là đẹp. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ các bạn một địa điểm bán mì cay Hàn Quốc rất đẹp, rất tuyệt vời ở thị xã Ninh Hòa này. Bạn nào có nhu cầu đi ghé qua thị xã Ninh Hòa thì có thể đi đến cái quán mì cay Seoul này để thưởng thức những vị mì cay ở trong đó như thế nào, thì mình sẽ cùng các bạn bước vào khám phá. Thì cái quán mì cay này nó nằm ở vị trí ngay cái đường thị xã Ninh Hòa ha. Đi ra cái đường này là đường đi từ Quận Bình, mình đi thẳng ra thị xã Ninh Hòa nè. Thì ở trước đây là những địa điểm mình có thể nhận biết. Thứ nhất là thiết bị nhà bếp cao cấp Minh Thành. Đoạn đường này là đi từ Nha Trang ra nè các bạn ha. Và đây là địa chỉ của cái quán mì cay. Năm trăm năm mươi bảy Trần Quý Cáp, thị xã Ninh Hòa. Thì cái quán mì cay này tên là quán Seoul. Quán mì cay Seoul, vua mì cay, kim chi, ổ mì kim chi nè. Cái quán các bạn nó to, nó cao quá, mình không có gì hết trong cái bây giờ mình lẩu thái. Mì cây 7 cấp độ Hàn Quốc. Không gian quán các bạn nhìn vào, bạn nhìn ra xa là thấy đẹp, rất là đẹp, mình có hiểu rất đẹp. Và phía trong này là không gian quán đây. Và nhìn từ xa vào là không gian quán rất đẹp. Thì mình sẽ cùng các bạn đi vào bên trong ha. Đây là cái địa chỉ bộ quán Seoul mì cay 7 cấp độ Hàn Quốc. Đã có cái bảng này nữa các bạn ha. Các bạn nhìn vào không gian quán rất là đẹp. Đó, mình và cùng các bạn bước vào ha. Rồi, chủ quán ở đây rất là thực sự. Khi mình bước vào là cũng gặp chủ quán chào rồi. Ở đây là anh chủ quán. Trong không gian của quán mì cay này nhìn rất là đẹp, giống phong cách của Hàn Quốc luôn các bạn. Trang trí rất giống Hàn Quốc. Bạn nhìn thấy khu vực phía trong quán này, ấn tượng nhất là trong mình đây là một cái cây phong bằng nhựa nhưng mà nhìn rất là ấn tượng, rất là đẹp. Và ghế trang trí rất là tuyệt vời. Và nhìn một hàng dãy ghế dài, nhìn rất là đặc trưng của Hàn Quốc luôn. Nói chung mình vào trong cái quán này, mình vừa thưởng thức mì cay Seoul, mình thường mình chiêm ngưỡng được cái phong cảnh của Hàn Quốc trong cái quán Hàn Quốc đó các bạn. Nhìn thư trang trí theo kiểu Hàn Quốc. Ảnh kia các cô gái kia nhìn rất đẹp. Đây là không gian quán. Mình sẽ đi đến đó, mình xem cái menu quán trong này còn những cái thực phẩm như thế nào ha. Đó. Thì mình đã vào trong cái quán, mình đã gọi cái menu ra. Bạn nhìn cái menu, bình thường cái menu nhìn vào các bạn nhìn thấy bắt bắt rồi ha. Khi mình bước vào thì mình chưa sử dụng cái gì thì chủ quán cũng gửi cho mình một cái số bàn. Một cái số bàn, có địa chỉ, số điện thoại của quán. Vui lòng đợi trong giây lát. Please wait for a moment. Có tiếng Anh, tiếng Việt luôn các bạn, mình đọc tiếng Anh giống như tiếng Việt luôn. Trong cái
thêm một cái khăn giấy là cũng có đi. Bạn nhìn cái menu cũng rất là đẹp. Thì mình sẽ lập menu trong này có những cái khách hàng. Trong menu này là có những cái mì mà vừa để tiếng Hàn và vừa để tiếng Việt luôn. Mì kim chi hải sản nè, 49k. Trong này là bán một cái lẩu mì bình thường luôn các bạn ạ. Tức là một cái lẩu nhưng mà nó giống như trong một cái tô á. Mình có thể gọi trong cái tô như thế này luôn. Mình gọi xuống mình review cho các bạn xem nè. Còn có 49k nè, một cái mì kim chi hải sản, mì kim chi bò, mì kim chi sườn sụn. Nhưng mà mình thấy đa số là nó 49.000. Trang thứ hai thì có cái mì kim chi cá hồi nè, 89.000. Đó, mình review cho các bạn xem luôn ha. Đó, mình khỏi đọc luôn. Đó, mình review từ từ chia sẻ từ từ các bạn xem. Rất là bắt mắt, nói chung là nhìn ở đây là trang trí trong hình này rất bắt mắt. Chắc là muốn ăn bưng ra thì chắc cũng đẹp như vậy thôi. Mình sẽ chọn một một cái lẩu mì cay. Hôm nay mình thử thách cho các bạn luôn, mình kêu cái cay nhất 7 cấp độ 7 thì mình ăn sao hồi giờ. Mình nghe mì cay chứ mình chưa ăn cái mì cay lần nào, thử mức độ cay cỡ nào. Hôm nay cũng có các loại bánh được, bánh takoyaki tên rất là hay. Thì tất cả đây các bạn vào trong cái menu này mình thấy cũng rất là nhiều món. Bàn ghế rộng rãi thì mình thấy sức chứa ở đây cũng có thể là chứa khoảng trên 50 khách là vô tư các bạn à. 50 khách, 100 khách vẫn có thể chứa nổi. Thì trong này thì thấy có hai tầng ở trong phía sau kia nữa, dãy phía sau cũng có một dãy. Đây cũng có đủ gà chiên, gà rán nè, gà cuộn trong biển rất là nhiều, cũng có nước giải khát luôn các bạn, cũng có bảng giá nó cũng hợp, rất hợp lý. Có kem nữa hả, kem ba siêu giá cả cũng rất là hợp lý các bạn à. Nói chung là không có mắc, cũng không có đắt đỏ gì lắm đâu. Giá đây là rất bình thường. Đây là các loại dâu mốt, các loại da dâu Seoul nhìn rất là đẹp. Nói chung là những cái trong menu này mình lập ra đây mình thấy tất cả các thức uống và các đồ ăn vặt và mì cay trong này là đều theo phong cách của Hàn Quốc hết. Ở đây mình khách đổi đến mình có ship đi không chị ha? Mình có hỏi chị nhân viên ở đây thì chị nói là rộng có ship. Ship thì mình tính tiền ship thế nào chị ha? Trong vòng 2 km là không tính tiền ship à? Bao nhiêu km ha? Dạ 2 km là không tính tiền ship. 2 km tính tiền ship, không tính tiền ship, nhưng bạn nào đi trên 2 km thì xe gần thì sẽ tính tiền ship khác nhau. Mình vào trong quán này mình công nhận cái quán này rất đẹp. Để mình xem ha, quay lại cho các bạn xem một lần nữa. Phong cách của Hàn Quốc rất đẹp. Đây là cái bảng nữa mà. Cái bảng này là các bạn biết cái bảng gì không? Nó đánh giá cái quá trình phát triển của cái quán mì Seoul phải không anh? Cái nó cái thời gian là chi nhánh của quán này và cái sự phát triển của quán này nằm ở trên cái bảng này đúng không? Rồi đúng rồi. Rồi các bạn nhìn thấy ha, các bạn có thể chi nhánh và các bạn có thể nhìn vào cái bảng chi nhánh này, có thể mình thưởng thức cái mì mì cay siêu Hàn Quốc, cua mì cay siêu. Trong này giá mì thực cẩm thì bao nhiêu? Mình sẽ gọi một tô mì các bạn ha.
mì nước lẩu Thái và nước kim chi, là lẩu Thái với chị kia cay hơn là kim chi ạ. Mì lẩu Thái thì nó sao chị ạ? Mì lẩu Thái thì ở đây hàng mì lẩu Thái nó sẽ chua cay ngon hơn. Thì giờ theo chị là mì lẩu Thái nó ngon hơn hay là kim chi nó ngon hơn? Dạ, theo em là tại vì bên em là có hai loại nước cho nên tất cả đều ngon hả? Đều ngon hả? Dạ, tại vì cái đó là tùy theo khẩu vị của từng người thôi. Đúng rồi. Thôi mình gọi tô mì kim chi hải sản đây ha. Dạ. Tại vì các bạn biết không, nếu như mà ăn cái món mì cay mà nước bình thường thì nó không có, mình gọi kim chi ra nó mình gọi món này ha, món kim chi này nè, tại vì cái món kim chi này nó có kim chi, thì kim chi cũng là một thực phẩm nổi tiếng Hàn Quốc các bạn à, và cái quá trình kim chi làm rất là tuyệt vời, nên là mình sẽ kết hợp cái mì kim chi Hàn Quốc này là tuyệt vời hơn. Thì mình sẽ hỏi là mình dùng mì cấp mấy vậy ạ? Dạ, mình có đi bảy cấp độ. Theo chị thì bảy cấp độ nào, cấp độ nào mà mình em có thể dùng được hả? Vậy em nghĩ là nếu mà mới đầu à? Bây giờ em cũng nói thiệt, em cũng lần đầu tiên thưởng thức cái mì cay nè. Dạ, nếu mà mới đầu mình đòi cấp 1 thôi á. Cấp 1 hả? Dạ. Rồi, chị cứ gọi cho em. Thì chủ quán nói là mình chỉ ăn được cấp 1 thôi, nhưng mình thử thách mình ăn cấp 3 luôn. Rồi, chị lỡ cho em cấp 3 luôn, em thử thôi. Mình chơi lớn luôn các bạn à. Mình thử luôn cấp 3 luôn. Rồi, cảm ơn chị ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Là bất ngờ khi thầy Sung Vlog thì xuống đây để review món mì Hàn Quốc cấp 7 cấp độ, thì gặp những em học trò cũ rất lâu rồi, rất lâu rồi cũng đến đây ủng hộ quán mì này. Thì theo em thì lý do thì sao em hay ghé quán mì này vậy Phương? Phương ngon rẻ, đúng rồi, thứ nhất là ngon rẻ, thì sao nữa em? Cái thứ hai là em dẫn xuống đây là mình gặp người yêu luôn đúng không? Cái thứ hai là em dẫn xuống đây là mình gặp người yêu luôn đúng không? Không có, quán này là các bạn thấy mức độ uy tín của quán mì cây này ha. Những học trò cũ của thầy Sung Vlog cũng ghé đây rất đông, cái lượng khách đến đây nè, 1, 2, 3, 4, 6 người, và mình vô tình mình cũng gặp lại những học trò cũ này. Cảm ơn các em rất nhiều. Các em về gõ từ khó trong YouTube thầy Sung Vlog là rồi, chào em. Thì mình đã vừa rồi mình gặp những em học trò cũ rất lâu rồi, tất cả cũng tính ra là cũng 5-6 năm gì đó. Thì những em hồi trước kia nhỏ, hôm nay em cũng lớn rồi, đứa nào cũng dễ thương, tới còn nhớ được thầy Sung là mình cũng rất mừng. Đó là những kỷ niệm tình cảm của tình thầy trò khi mà gặp mình luôn nhau. Thì các em cũng đánh giá cái quán mì siêu mì cây này cũng rất là tuyệt vời, và cũng là một điểm để mà đến đây những bạn bè chúng ta có thể vừa thân và vừa tâm sự với nhau trong cái công việc hàng ngày, hay là trong bất cứ một vấn đề gì đó cần đến đây giải trí, thì mình thấy cũng rất là hay. Vậy nên là mình sẽ chia sẻ quán mì này đến nhiều người biết hơn, biết đến hơn. Chúng ta có thể có dịp ghé Ninh Hòa thì sẽ biết cái quán mì Seoul của mì cây này, thì giá cả thì mình thấy cũng rất hợp lý. Mình đang đợi chủ quán cầm cái tô mì cây ra. Thì hồi nãy chủ quán cũng nói với mình đó, hồi giờ anh mới ăn thì ăn cấp 1 thôi, thì mình cũng thử thách luôn, làm luôn cấp 3 thử bạn thử như thế nào. Cái hồi giờ nói thật là mình cũng chưa ăn mì cay lần nào các bạn, chưa ăn lần nào luôn, mình cũng nghe nói thôi chứ mình chưa ăn mì cay. Thì mình biết cũng có một thời điểm đó là rất là nổi tiếng của Đình Nửa Đám về cái mì cay, nhưng mà hôm nay mình sẽ được thưởng thức. Rồi, chủ quán đã cầm cái tô mì cay ra cho mình rồi. Chủ quán bưng cái tô mì cay mà đây là cái tô mì cay của mình gọi ra các bạn. Các bạn nhìn rất là đẹp và hấp dẫn.
Các bạn nhìn thấy trong cái hình tô mì cây này với lại là hồi nãy trong cái menu, để các bạn có thấy cái khác gì nhau không? Hình như là mình thấy là không khác gì nhau á. Tức là thứ nhất là vấn đề trang trí cái tô mì cây này y như trong hình luôn, rất đẹp. Ở đây chủ quán có một tô mì cây và có một tô nước chấm. Mình sẽ thưởng thức cho cùng với các bạn. Rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món mì cây này cùng các bạn. Nó cũng bình thường thôi các bạn. Mình tưởng đâu là mình cấp độ 3 nó cay lắm, nên tính ra nó cũng bình thường thôi. Chắc do là mình ăn cay được nên là nó cũng bình thường. Thì khi mình thưởng thức miếng đầu tiên á thì nước rất là ngọt, mùi theo vị hải sản, mùi theo cái vị nấm, có hương vị của rau củ, có hương vị mực, hương vị tôm, thì nói chung là hương vị hải sản á. Nước thì rất là vừa vị, rất tuyệt vời. Mình nêm là nó vừa ăn luôn các bạn. Cái trang trí trong tô mì rất đặc sắc. Rất là tuyệt vời. Này có cái miếng này giống miếng chả ha. Chắc là chả cá. Cái này là chả viên đó các bạn ạ. À. Đó là chả viên, mình ăn đúng vị chả viên. Thì có cái nước chấm này mình đang ăn không một bên chấm. Thank you.
rất là ngon các bà, cái nước gia vị rất là ngon. Ở đây nữa là cái bát mì ở chỗ quán đây họ bỏ trong cái bát sứ bằng cái bát đất nên là cái độ nóng nó giữ liên tục, nó giữ độ nóng liên tục. Thì cũng ngon. $49 một tô bánh mì, một tô mì Seoul như thế này là quá tuyệt vời. Có hai con tôm to nhìn rất đẹp và hương vị rất là tuyệt vời. Thì mình vừa thưởng thức xong một tô mì cây cấp độ 3, tức là mình đi gần được nửa đường đó các bạn à. Thì cũng thử thách vào chủ quán, thì ở đây chủ quán họ tư vấn rất nhiệt tình. Lần đầu tiên anh ăn thì anh ăn cấp 1 thôi, cấp 2, cấp 3 không nổi đâu. Thì mình cũng cố ăn cấp 3 nhưng mình thấy có khả năng mình có thể ăn cấp 5 nữa. Nhưng mà video lần sau mình có thể trở lại cái quán mì Seoul này một lần nữa để review cho các bạn xem và thử thách cấp 7 luôn ha. Bây giờ mình luyện công cho nó mạnh lên rồi mình ăn tiếp, bây giờ đâu có dám ăn cấp 7, ăn hết mình bỏ uổng. Cảm ơn các bạn đã xem video kênh Thầy Sơn Vlog. Đừng quên một lượt like của mình và subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn vào video lần sau. Xin chào.